Yo, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ quay trở lại với lại hack của Minecraft và nó chính là Earth Hack Client. Đầu tiên, các bạn phải chuẩn bị cho tớ một cái trình duyệt web hay là Google Chrome hay là bất kỳ cái thứ khác. Tiếp theo, các bạn vào trong web này và đường link mình sẽ để dưới phần bình luận và mô tả. Tiếp theo, các bạn chú ý vào phần release này, nhấn vào nó. Nó sẽ hiện ra bảng như thế này. Các bạn nhấn vào Earth Hack 1.8.8. Công các bạn chờ nó. Bước kế cuối, chúng ta chọn một cái trình mở Minecraft. Ở đây thì mình sẽ sử dụng là Legacy Launcher. Và các bạn nhấn vào phần này cho mình. Nó sẽ hiện ra một cái bảng Minecraft. Các bạn chọn phần mod cho mình. Và các bạn copy cái file này vào trong cái file mod này. Như vậy lúc nãy thì mình đã copy rồi nên là không cần thiết. Xong. Và chúng ta đã hoàn thành. Và cuối cùng là chúng ta enter the game. Và chúng ta sẽ trải nghiệm nó thế nào. Tại giao diện game thì chúng ta muốn để vào được cái menu hack thì chúng ta phải cài click game. Và đặc biệt chúng ta sẽ nhấn theo dòng lệnh như thế này. Đầu tiên các bạn nhấn cho mình là phím giao cảm trước. Rồi đây là cái phím của bên click Earth Hack. Thứ hai là các bạn hãy nhấn cho mình giọng là buy, click, vui. Và ở đây mình sẽ chọn cái phím Reshift vì nó cũng thông dụng mà nó gần với mình. Enter. Như vậy là click vui đã đặt ở phím Reshift. Các nhà chúng ta sẽ nhấn phím Reshift lên để chúng ta có thể chỉnh sửa. Và sau đây là một số cái option mình sẽ chọn cho từng cái phần của hack.